Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 3. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 11. Câu số 1 tính 14 nhân 3, 3 nhân 4 12, viết 2 thì nhớ 1. 3 nhân 1 3, 1 nhớ là bằng 4. 6 nhân 5 30, viết 0 là nhớ 3. 6 2 là 12, 12 3 15. 3 nhân 5 15, viết 5 ta nhớ 1. 3 nhân 3 9, 1 10. 4 x 2 là bằng 8. 4 x 3 12. Câu số 2, ghi giờ dưới các đồng hồ sau. Cái này là cái kim này xịt qua đây xíu là 10 giờ 30 phút. Đó, như vậy cái này là 25 phút. 10 giờ 25 phút. Cái này là cái kim này nó sẽ tên ra là 1 giờ, 1 giờ 5, 10, 15. Nên là 1 giờ 15 phút. Cái này là 8 giờ 20 phút. Cái này là 1 giờ 20 phút. Chúng ta qua câu số 3, viết tiếp vào chỗ chấm. Thầy Mão, 1 phần 3 của 15 mét là ta lấy 15, ta chia cho 3 là bằng 5 mét. 1 phần 2 của 20 bông hoa là ta lấy 20, ta chia cho 2 là bằng là 10 bông hoa. 1 phần 6 của 30 lít là ta lấy 30, ta chia cho 6 là bằng là 5 lít. 1 phần 3 của 18 giờ ta lấy 18, ta chia cho 3 là bằng là 6 giờ. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 4. Tìm x, biết 6 ta nhân cho x là bằng 36, như đây là dấu nhân. Dấu nhân thì đây là một cái thừa số đã biết, đây là thừa số chưa biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết, ta lấy 36, ta chia cho 6 là bằng là 6. X ta chia 5 là bằng 9. Đây là cái dấu chia, đây là số bị chia. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương ta nhân với số chia, ta lấy 9 ta nhân cho 5 là bằng là 45. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 5. Điền số tích hợp vào ô trống. 7 x 5 là bằng 35. 35 ta trừ 5 là bằng 30. 30 ta chia cho 2 là 15. Rồi ngay chỗ này thì ở trên thì người ta cho chỗ này thì chúng ta sẽ tính xuôi, còn chỗ này người ta không có cho gì hết, chúng ta phải tính ngược lại. Như vậy là chúng ta tính từ đây, tính từ ngược lại, con số gì ta nhân cho 5 là bằng là 40. Ngay đây là dấu nhân, thì ngay chỗ này là muốn tìm cái thừa số chưa biết ta lấy tích, ta chia thừa số rồi biết, ta lấy 40 thì chia 5 là bằng 8. 8 nhân 5 là 40. Chỗ này là dấu chia, dấu chia như vậy đây là muốn tìm số bị chia. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương ta nhân với số chia, ta lấy 8 ta nhân 2 là bằng 16. Đây là dấu nhân. Dấu nhân là muốn tìm cái thừa số chưa biết ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết, ta lấy 16 ta chia 4 là bằng 4. Kiểm tra lại ta lấy 4 nhân 4 là bằng 16. 9 ta nhân 3 là 27. 27 ta nhân cho 2 là bằng là 54. 54 ta chia cho 3. 5 ta chia 3 là được là 1. 2 24 à 8. 8 x 3 là 24. Chúng ta qua câu số 6. Đúng thì ghi D, sai thì gáy vỗ trống. Một số chia cho 3 thì được thương là 5 và dư 2. Vậy số đó là. Như vậy là một số mà chia cho 3 thì tạm gọi là con x. X chia 3 là bằng là 5 và dư là dư 2. Như vậy muốn tìm cái này thì ta lấy là cái thương này ta nhân với lại là chia, số chia rồi ta cộng với lại số dư. 5 ta nhân cho 3 15, 15 cộng 2 là bằng 17. 17 là đúng nè. Câu này là sai. 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 Chúng ta qua trang tiếp theo.
Câu B. Một số chia cho 4 thì được kết quả là tổng của 11 và 6. Tổng của 11 và 6 là bằng là 17. Nè, tổng là cộng. Như vậy thì thầy tạm gọi là một số chia cho 4 có nghĩa là x chia cho 4 là bằng là 17. Như vậy thì cái này thì chúng ta muốn tìm là đây là số đây là dấu chia, đây là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy là thương ta nhân với lại số chia. Nào. 4 nhân 7 là 28, 8 hình như 2 68. Và kết quả là cái này là 68 là đúng nè. Còn là sai hết. Chúng ta qua câu số 7. Thủy có 30 bông hoa, Uyên có số hoa là bằng 1 phần hoa số hoa của Thủy. Hỏi Uyên có bao nhiêu bông hoa? Ta lấy 30 ta chia cho 2. Số bông hoa Uyên có là câu A. Số bông hoa Uyên có là 30 ta chia cho 2 là bằng là 15 bông hoa. Rồi câu B. Cả hai bạn có bao nhiêu bông hoa? Bạn Thủy là có 30, bạn Uyên mới tính là 15. Ta lấy 30 ta cộng 15. Số bông hoa cả hai bạn có là 30 ta cộng 15 bằng là 45 bông hoa. Đáp số câu A là 15 bông hoa. Câu B 45 bông hoa. Chúng ta qua cao tiếp theo là cao số 8. Đúng thì ghi D, sai thì gáy cổ trống. Góc vuông đỉnh A cạnh là AD và AB. Này là góc vuông, góc vuông là góc 90 độ nè. Đây này, cái cây thước này này. Đây là chỗ này là gọi là góc vuông này. Chỗ này góc vuông. Như vậy trong hình này chỉ có hai chỗ góc vuông. Đây, góc này vuông, góc này vuông là góc này 90 độ. Đó. Cho nên để cái thước vào mà nó trùng với cái thước thì nó là góc vuông. Đó, góc này vuông. Được chưa? Rồi cái góc vuông đỉnh A đây không phải. Chỗ này không phải là góc vuông nên là sai. Cái này chúng ta để cái thước vào mà nó không có trùng với lại là hai cái cạnh của cái thước thì nó không phải là góc vuông. Đó. Góc vuông đỉnh B, đây đỉnh B cạnh là AB và BC là đúng. BA hoặc là AB cũng được nha. AB hoặc là BA cũng được. À, nó là cái này, nghe cái này là đúng. Góc vuông. Cái này là góc không vuông đỉnh A. Cái này đúng, cái này là góc không vuông đỉnh A. Cạnh là gì? AD. Cạnh là AD và DC không phải. Đỉnh A đây thì phải là cạnh AD và AB. Mà là dùng cạnh DC là không phải. Đây là đỉnh A đây, như là sai. Góc không vuông đỉnh D đây cạnh là AD hoặc DA cũng được nha. AD hoặc là DA gì cũng được. Và DC như là đúng. À, đúng nó ra người ta viết như thế này là DA và DC luôn thì nó dễ được không? Cái này là đúng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.